mặt của họ. Uống rượu chạy ra tội chưa? Rượu đây. Khổ chưa? Bắt nó mà nó kêu tội chưa nữa. Rượu tối nó biết chỗ nào nó chạy ăn bắt tội nó đó. Chứ không bắt đâu, không bắt. Ủa mấy cái tờ giấy rồi, bày rồi tử. Thôi con trúng con. Kìa. Thục dịch. Ngã xíu mà đi xe kinh chứ. À. Chạy kinh. Rồi nó dồn hết lên tay rồi. Ở dưới mình đặt cái nó dồn lạnh rồi mình hết tay. Anh nên dạy một ít cô không? Anh phải làm gì lên chứ anh làm vậy không cháy mau nữa. Được rồi. Lên trai nha. Rồi. Không quay luôn á, dầu đóng tội chưa? Tối thui mà bay ngã nào trời. Đốt nó. Cháy rồi, cháy làm rách rồi không? Không thui gì hết rồi. Dầu lên phía trên nè không? Nó không bay nè. Tối thui thấy đường nào không bay. Trời ông em làm như mình á. Không bay nè. Ủa nó không có thấy đường thiệt rồi chứ. Không bay luôn á. Ôi tội ông trùng. Nó không ấm luôn á. Đó, nó rớt chết gặp đóng kìa. Nó chết nè. Ừ. Ôi tội ông. Bắt gặp thôi. Mày quay đi quay. Chú chết một đống luôn. Bịt cái khẩu trang bịt mặt đồ vô. Bịt khẩu trang vô anh. Ôi trời. Bịt khẩu trang vô. Rồi em lấy bịt khẩu trang, đánh đi con nắm. Lắc 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 chờ bay đánh đi. Tay không? Nếu mà tao sung á. Chậm. Không bay nữa. Lắc mà không bay nè. Tối nó không thấy đường. Đúng nào đó. Anh ơi nó ra nó cắn sưng mặt á. Tránh con gì chứ à, sợ hả? Sợ thì tránh đi. Bạn mẹ đồ vô chứ lỡ rồi nó cắn cho. Xuống anh bảo vợ anh cứ vẽ. Nóng coi đầu nó nóng coi đầu nó dưới đầu tay nóng rồi. Liệu quá đấy. Ờ anh bị khẩu trang vô. Anh thấy chưa? Nó bị chưa? Rồi tránh ra anh tránh à? Tránh 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 tránh. Trai rồi ba đem cọp xuống nè. Đó, mà bay ra bình thường mà đâu cắn đâu. Được chưa? Ô, cũng tập trung lại chỗ kìa. Cắm nha. Được không? Từ từ xuống. Cắm tránh tránh. Là quay đi. Bung luôn hả? À, bung cái đó đi. Đợi mà. Luôn mà. Ô, cái tàu đại chứ. Tải lên nhà luôn luôn rồi, mà đứa đây bên nhà luôn luôn. À, đi nhà luôn luôn. Con chú á, có mặt kìa, mặt không kìa. Mặt không là mặt cơ. Mặt nhiều ghê chưa? Quá bốn lít rồi, ăn đây. Cái này ngâm phải chục lít rượu cho 5 lít cũng đủ. Ồ, mặt cũng hay. Quay quay lại đây, quay đây. Đó, đi bắt ong nè. Đó, tình hình bắt ong đó. Quay chân thẳng. Nhiều chứ? Nhiều. Nhiều đó. Dạ. Con chú chưa ra là nhưng không phải. Bức ảnh mấy ảnh Ngọc ạ?
Thử thử đi. Ngon rồi. Bệ. Kêu hơi lượt đồng 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 cho bay. Hơi lấy cái chai gạt gạt ra nữa. Để cái bì đâu, đỡ trên cái bì đi. Rồi xong rồi đỡ cho nó hơi lửa cho bay đi. Bay vô nhỏ để mà bắt nuôi luôn. Thôi rồi rồi, bắt nuôi luôn. Nuôi luôn. Mấy người bắt nuôi thì cái mà má thầy cái sự bậy không à. Đã xét vô cho đỡ ô tô để đi qua. Rồi như đỡ cái đường chi. Đó đi chết đi. Mà sao anh để được coi đây hay đó. Bật nhiều quá vậy. Nhiều. Bật nhiều mà. Dưng. Dưới nó không có thấy chưa? Đây cho nó miếng đi. Mày đi mày. Mày đừng miếng châu. Nó cắn bây giờ. Thôi đi đi mày, hồi nó cắn rồi. Nè, mấy đứa nhỏ đi khác là bay đang cắn. À bay ra cắn đi chỗ khác. Đi. Mà bỏ vô vô trong hũ ngâm con luôn, ngâm nguyên con luôn. Ừ, ra bên đây lấy bắt xuống ra. Thì chứ mình không phải hồ bẻ. Đúng rồi. Mình không phải hồ bẻ mà. Hồi trước thằng cha nó bẻ to đúng như thế này đây. Họ lái được cá được con. Nhưng mà anh đợi cho nó bay đi rồi nó làm tổ khác. Không. Treo vào trong nhà không? À, anh treo đâu đỏ tối bay hết. Không, đốt đốt gì nữa. Để nó đốt đốt, 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 đốt là chết. Đốt bay chứ. Nó không bay, tối nó không bay. Đâu đâu không bay đâu, không bay đâu. Ông đốt cái xí này, ông trời cái con lửa tờ giấy này bao nhiêu đốt xong. Người ta cả đống lửa xong cái xí cái giấy nó. Thế mà cái đường này kìa. Bây giờ cắt đó bây giờ nhớ rồi. Lấy chị kê đi. Dơ anh. Thôi đứng bên ngoài đi đi. Dơ. À tận vô đó chứ chạy chưa đó. Ủa bay vô cắn vô đâu. Anh đã bay anh cắn trước á. Bay anh vô trước đó. Anh thì cứ đỡ lên trên này đi. Rồi anh đốt. Không đốt bay vô nhà mà. Kê cho bó đã, kê cho bó được tiếp đi đó. Kê, tổng như vậy. Tốt, tốt, tại sao? Kê đi, thông cái này đi. Anh nói tới tớ chuột bậy đất sống cái này. Tớ bậy đất sống kìa. Không, không, trái thùng á, trái thùng á. Không, bậy đất sống cái này. Cầm, cầm đây. Cầm cái. Ai dám cầm. Ồ, anh quay đây không? Anh lấy cái em coi. Là bay vô cái mặt anh bây giờ. Cái đó giấy đi đã rồi kiếm cái gì đã chứ cầm con. Đâu mà kiếm chứ mình đấu mình kiếm. Mình đấu chứ. Đấu đó. Đây 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 em. Rồi rồi. Rồi đó đừng mới đồng vô á. Đừng sập xuống á. Kiếm cái gì thôi. Ở tránh tránh con kìa. Mà ngâm luôn con được không ạ? Không, ngâm nguyên con.
đi à? Không chịu đi luôn á kinh điệp. Hàng chay mà tụi bác dễ không rào gì. Chú ăn rồi bỏ lên tay ăn đi. Ừ. Cờ có ghét đó không vậy? Ghét cái thùng đi cái đồ đốt vừa đâm đây trong cái khói mà. Ờ, đó không được em đốt nó trái mà mặt luôn. Ủa mình sống khỏi chứ nhà của anh đi thôi. Mình không giết nó, mình thương nó, không giết nó. Ờ, đi nó sống. Quá nhiều cái cắt đây quay lại. Không bay. Không bay. Như là nó sống. Nó làm chưa nó đi đó. Đó dục mỡ trong bay mới mà không biết có bay không đâu. Không mà đấy bay rồi vẫn còn mệt. Thả vào đó đi để mà. Rồi nó bay rồi, nó bay rồi. Đè đó. Không, đánh. Ê, không, đưa mời cái đồ ăn, đưa cái món bỏ mình. À, hỏi anh thử vô thăm được không hề? Rồi mình sao mà? Để lái số đi rồi. Đáng lẽ có công riêu. Không có công để trong bay anh, tự tội nè. Tôi biết có nó rồi, có cái kẻ nữa mà công riêu không có đúng không? Ừ. Em đem cái hũ rượu ra đâu đó, em bỏ vô đây mà. Đi mà, đi mà. Em lấy lại cái bi, đọc hết, lô cái đi ra, bỏ ra. Đi nào đi con. Bưng hũ rượu bỏ vô luôn. Đừng có bỏ con anh tội nó. Cho nó đi hết đi. Thôi đuổi nó đi hết đi. Đỡ rửa rồi chứ anh bảo ào như rửa thùng rồi nào. Mình đỡ cho em ăn cái mặt em ăn chứ. Đỡ cho mặt ngọt liền đúng đâu đi. Bỏ xa vô nè. Mà bỏ chung dưới nắm lên anh. Tự nhiên ai bỏ chung vậy đó anh. Đỡ cho em ăn mặt ăn nè. Mà không vắt được, mình có biết vắt đâu mà đi cho em. Trời. Lấy cái ly mộng á. Lấy ly mộng vô cái vét đó chứ nè. Bỏ xem cháy ly mộng. Anh bẻ cái phía dưới là không còn gì, không có mặt này. Cái điện bỏ đi rồi anh Lộng. Không, anh mới vừa gặn nó cho mướn rồi. Không, anh bỏ đi á. Đừng rứt, em to thấy tao đùng mà. Ở dưới chị hết mà anh.